Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu shop em ha. Tiếp tục gửi tới các anh nhiều siêu phẩm mới vừa về nha. Nhiều quá em phải soạn từ từ cả nhà ơi. Rồi đầu tiên thì gửi tới cả nhà một cái đôi giày Mocha của nhà LV. Em này là một trong những cái đôi mẫu LV cũng rất là hot của nhà LV cả nhà nha. Đặc biệt thì em này sở hữu một cái làn da tagai. Da tagai rất là phê luôn nha cả nhà. Và cái màu của nó là cái màu xám nha. Cái màu này là một cái màu rất là độc lạ, khác với những cái màu mà anh em mình đã thấy rồi ha. Màu đen, màu nâu. Thì em này sở hữu một cái tông màu xám rất là đẹp và lạ luôn nha cả nhà. Lên chân rất là độc. Và đây là một cái mẫu Mocha có cái nơ ở trên mu bàn chân nha. Có hai cái nơ. Nó làm cũng đẹp lắm cả nhà ơi. Có chữ LV này. Đây. Đây quyền lực ha. Ôi trời ơi. Thay vì một cái miếng inox NV. À em xin lỗi, không phải inox nha cả nhà. Một miếng bằng hợp kim. Inox thì chắc hàng pha ke cả nhà ơi. Đó, thì đây là một cái hai cái lắc chuông và có chữ LV nho nhỏ giống như cái hột xí ngầu á cả nhà. Đẹp lắm nha. Và nó nhẹ nhàng ha, kiểu như nhẹ nhàng thôi. Không có quá là phô trương. Giống như những cái mẫu Mocha trước đây của nhà LV ha. Đó, da nó rất là đẹp cả nhà nha. Màu này là cái màu mới hay nè. Màu này mới độc nè cả nhà. Đấy, khác biệt nha. Khác biệt ha cả nhà. Da ta gai cực kỳ là sáng và đẹp. Đôi này mới giữ lắm luôn. Và hầu như là chủ cũ đi ít lắm. Chủ cũ đi rất là ít nha. Form thì miễn chê rồi. Form Mocha. Form Mocha cho các anh chân mỏng nha. Chân mỏng và nó bè ngang được, chân mỏng cả nhà nha. Chân bè thì đi nó hơi bị cấn nha. Đó, nhìn nó form nó to như vậy thôi, nhưng mà dành cho các anh chân bè thôi. Gai của nó này rất là mới luôn. Rất là mới cả nhà nha. Và hầu như là trầy xước và mòn rất là ít. Đấy, cả nhà nhìn thấy những cái gai của nó. Cái loại gai của cái đôi này á là cái gai to ha. Gai to, không giống như những cái loại gai của những cái dòng trước thì nó nhỏ hơn. Nó nhỏ cỡ này thôi nè. À, còn đôi này thì có những cái gai nó to gấp 3, gấp 4 lần, to chà bá luôn. Nên là cái khả năng mà chịu lực của nó đó tốt hơn nha. LV thì to nhất ở đây luôn. À, ngay gót. Và nó còn nguyên này, chưa có mòn gì luôn nha cả nhà. Đôi này chủ cũ nó đi rất là ít luôn. Đi cực kỳ là nâng niu luôn ha. Lòng trong nè, Louis Vuitton Paris nè. À, em nó lòng trong lại có một cái màu đẹp nè, màu nâu đậm nha. Ở đây là made in Italia nha. Đôi này được sản xuất ở Ý. À, vậy mới đẳng cấp. Cái tem bên trong nó còn luôn nha. Đấy, chủ cũ nó chả thèm gỡ luôn, nó để luôn. Thôi em cũng để vậy luôn cả nhà ơi. Lòng trong nè, lót nè, cực kỳ mới và đẹp, sạch sẽ nha. Chữ còn nguyên nha cả nhà. Đôi này chủ cũ xài rất là nâng niu. Rất là nâng niu cả nhà ơi. Đẹp lắm nha. Lên chân thì tuyệt vời. Em này size của nó là size 41 hoặc là 41.5 nha. Chân thon nha cả nhà ơi. Chân bè đi nó hơi cấn á. Chân thon thôi ha. Và mã chốt hàng là D87 nha. Em bán đôi này 7,5 triệu. Một đôi Mocha của nhà LV thì cả nhà cũng biết rồi. Bèo cũng phải ngàn đô. Em bán một đôi mới tinh như thế này có 7,5 triệu thôi cả nhà. Anh nào vừa chân thì hốt cho em nha. Và màu rất là đẹp và độc luôn. Hello anh. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một đôi giày sneaker của nhà Gucci. Một cái mẫu giày sneaker đơn giản nhẹ nhàng, rất là dễ thương luôn. Em này là một cái mẫu sneaker, chất liệu là da canvas cả nhà ơi. Canvas nha. Chất canvas rất là đẹp, nhìn rất là men ha. Cả nhà thấy không? Một cái mẫu sneaker này. À, chất liệu rất là ấn tượng nha. Canvas. Đấy. Canvas đều và rất là đẹp luôn. Cái lớp canvas của nó này. À, đôi này lên chân cực kỳ là dễ thương. Phía sau gót của còn nó có in chữ Gucci và logo Gucci này. Khúc này thì nó là da thật cả nhà ha. Màu đen. Đấy, đôi này tổng thể của nó là màu đen nha cả nhà. Màu đen nha. Rất là nhã nhặn và đáng yêu. Chất da, chất canvas đấy, rất là dễ thương. À, cả nhà thấy những cái vân gờ chìm này, cực kỳ ấn tượng ha.
GG này ha. Da canvas cực kỳ đẹp, hầu như là chưa có chảy xước gì. GG này cả nhà. Đấy. Rất là ấn tượng nha. Đây là cái chất liệu mà làm nên tên tuổi của nhà Gucci. Rất là nổi tiếng ha. Gucci sao gót đây này. Đấy. Em này thì đế của nó là đế cao su. Đế cao su và được may hết rồi nha. Nó may rất là đều và đẹp luôn. Nó may ngang nha cả nhà. Nó may ngang luôn. Đó, bao cả nhà chuyện là bung keo hỏi đế là không bao giờ có đâu. Đó, em này đế rất là mềm và êm ha. Đế zin này, Gucci made in Italia. Cái logo của nhà Gucci này. To chả bá luôn, nó nằm ngay giữa ha. Đôi này thì nó mòn ít thôi, không đáng kể. Đối với một cái bộ đế bằng cao su nó mòn ít thôi. Lòng trong của em nó đây, trời ơi, Gucci zin nha, lót zin nha cả nhà. Rất là êm, mềm và êm nha. Rất là mềm và êm luôn. Em này size 6, tương đương với size 6 cả nhà ha. Tương đương với size 40 Việt Nam nha. 40 Việt Nam. Và mã chốt hàng em này là D88. Em bán đôi này giá 2.8 triệu nha cả nhà. Những cái vân GG chìm của nó đẹp lắm nha. Đó, rất là đẹp luôn. Anh nào vừa sai thì nhắn cho em 0921 967 567 nha. Rồi, gửi tới cả nhà một mẫu Mocha đời mới của nhà Bali. Em này chất liệu của nó là bằng cái này giống như da Stefano cả nhà, là một cái loại da cao cấp ha cả nhà. Nó cao cấp hơn Tagai á. À, đây là một cái mẫu đời mới của nhà Bali. Khả năng là hãng đã chọn một cái chất liệu mới để làm cái đôi giày này. À, cả nhà nhìn cái chất liệu của nó rất là đẹp ha. Những cái vân này quá là ấn tượng ha. Bên hông có chữ Bali bên hông ha. Còn bên trước mặt thì quá ấn tượng rồi. Em nó có một cái miếng bằng vải tông màu đen trắng đặc trưng của nhà Bali, vắt ngang qua cái mũ giày. Và chưa hết, em nó còn thêm một cái tắc bằng hợp kim sáng bóng này. Nó nhỏ xíu bằng cái tâm thôi, nhưng mà cái nét chữ Bali của nó này cực kỳ đẹp nha. Đôi này form dáng kiểu nhã nhặn dễ mang lắm nha cả nhà. Đó, cái form mocha của nó này, chất liệu và form dáng của nó cực kỳ đẹp luôn. Phía sau gót của em nó có chữ Bali nữa này. À, cấu trúc đế đời mới của nó là gồm có 3 cánh giống vậy đó cả nhà. Nhìn rất là đẹp ha, rất là đẹp. Một cái mẫu đời mới quá ấn tượng nha cả nhà. Đây chà. Đôi này đế của nó này. Đế của nó là gồm những cái cấu trúc to này, chống trượt và khả năng cân bằng rất là tốt nha. Bali Switzerland này. À, vẫn còn quá đẹp. Đế của nó còn mòn ít thôi cả nhà ha, mòn ít bên hai bên thôi ha, không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đế cao su mà nó mòn như vậy là bình thường cả nhà. Lót lòng của em nó quá ấn tượng này, lót da đấy, nó còn có cái khối lồi hẳn lên này để nó giúp cho mình đi rất là thoải mái luôn, kiểu như là massage cái lòng bàn chân á, đã lắm nha. À, cái gót nè mới tinh luôn. Và em này thì sở hữu cái gót của nó cong xuống nha cả nhà, nó cong xuống nha, nó không giống như những cái đôi giày của các thương hiệu khác mà nó võng xuống á, để tạo cảm giác cho mình khi mà mình mang á nó dễ hơn nha. À, một cái form giày mocha này, không cần sushi đâu, quá đẹp nha cả nhà. À, còn ở đây nó may luôn nè nha, nó may rất là đẹp này. Nó may luôn nè nha cả nhà, mình không có sợ là những cái khối này nó sẽ bị rớt ra đâu, nó may hết rồi. À, hãng nó tính hết rồi cả nhà ơi. Đôi này size của nó là size đẹp luôn, 40, và em bán đôi này giá 2.9 triệu nha. Anh nào ưng mẫu này thì nhắn cho em mã chốt hàng D86. Quá đẹp, từ da cho tới thiết kế này, cho tới cái tông màu á, rất là nhã nhặn luôn, đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một siêu phẩm. Ây cha, một cái đôi giày phải nói là
đẹp nhức nách, một siêu phẩm đúng nghĩa cả nhà nha. Đôi này tới từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng thế giới luôn, đó là đôi giày tới từ nhà Christian Dior. Một cái đôi giày da bóng nha, da bóng và form của nó thì thuộc dạng rất lịch sự luôn. Ở nước ngoài thì người ta sẽ thường hay mặc quần tây đóng thùng và mặc vest khi người ta đi những cái đôi Dior này để dự tiệc hay là những cái sự kiện lớn nha. Nó sang trọng và nó lịch lãm lắm cả nhà ơi. Đó, mà nó tới từ thương hiệu Dior nữa thì thôi, miễn chê. Dior nó làm những cái đôi giày derby và nó là đơn giản nhưng mà cực kỳ là xuất sắc. Đây là một cái mẫu derby trơn, đơn giản thôi, màu đen, không có hoa văn họa tiết gì cả. Đó, nhưng mà mình nhìn là mình thấy được cái đẳng cấp của cái đôi giày rồi cả nhà ơi. Rất là đơn giản thôi. Đó, nhưng mà lên chân thì đẹp nhức nách. Nhức nách nha cả nhà. Kiểu như da bóng, cực kỳ sang trọng luôn. Đó, đây là cái bộ đế của đôi giày Dior. Một bộ đế bằng da nha, khâu lấp chỉ nè. Rất là thẩm mỹ và đẹp, đẳng cấp. Đế da mòn cực kỳ ít nha, mòn cực kỳ ít luôn, quá đẳng cấp. Và bên trên thì em để nguyên, em chưa có dán gì cả để cho cả nhà cảm nhận được một cái đôi giày nó mới cỡ nào. Đó, dán topi vào chống trượt nữa thì ba cháy. Đó, CD là Christian Dior, tên cái tên của hãng Dior, lót jean nha cả nhà, Dior này. Đẹp quá trời đẹp luôn. Và cái lòng trong nó mới nha, nó mới lắm, cực kỳ mới luôn. Nó may thêm một cái lớp da mỏng bọc phía sau gót này. Đẹp quá trời đẹp. Và rất là tinh tế ha cả nhà. Một cái mẫu giày phải nói là rất sang trọng và lịch lãm nha cả nhà. Những cái đôi Dior phải từ 25 trở lên nha. Một cái đôi Dermy giống như vậy phải từ 25 triệu trở lên nha cả nhà, không có rẻ đâu. Hôm nay thì em có một đôi size cũng rất là đẹp, 38.5 nha cả nhà. Và mã chốt hàng D79, em bán đôi này 3.6 triệu cho các anh thôi. Quá đẹp luôn ha, xuất sắc luôn. Các quý ông mà đi dự tiệc thì mang đôi này cho em đi, thực sự là rất đẳng cấp nhé. Rồi, gửi tới các anh một cái mẫu giày lai giữa một đôi loafer và một đôi slip-on ha, rất là hay. Mẫu này thì cũng khá là lạ mắt, khá lạ mắt ha. Bên trên thì nó là một cái phần giống như là một đôi loafer, một cái đôi loafer ha. Còn bên dưới đế thì nó lại giống như một đôi slip-on. Đó, đôi này thì tới từ nhà Tod cả nhà ơi. Tod đẹp quá trời, phía sau dập thương hiệu Tod này. Bên trên của nó cũng rất là dễ thương ha, kiểu như là mẫu penny đơn giản thôi, truyền thống ha. Ở bên hông này cả nhà để ý cái logo của nó này, đẹp lắm, sắc nét chữ T ấy. Màu đen, cái form này lên chân khá là hài hòa và rất là tiện cho mình đi dạo hay là đi làm cũng được. Đôi này nói chung là cũng dễ phối đồ ha, form này dáng rất là dễ thương. Em này thì sở hữu một cái bộ đế cao su ha. Đấy, bộ đế này cũng hay nè, bên trên là rất nhiều những cái gai nhỏ chống trượt, chống trượt ha, bên dưới này. Đấy, và nó may hết rồi ha, nó may hết rồi, cả nhà mình yên tâm đi thôi ha. Đôi này thì mòn cũng rất là ít, mòn ít nhé, không nói là mòn, rất ít. Và lòng trong này, Tod này, Made in Italia, lót da còn rất là đẹp và mới, lòng trong cũng vậy. Đôi này mới và đẹp lắm. Lên chân thì quá ổn áp này. Form dáng cái đôi giày nó giữ nguyên này, không có bị mất form, mất dáng gì cả. Quá đẹp luôn ha. Em này size của nó là size 395 nha cả nhà. Và mã chốt hàng là D81, em bán đôi này giá 2.7 triệu thôi.
mòn ít thôi nha cả nhà. Một cái đôi giày thiết kế khá là ấn tượng ha. 2,7 triệu cho các anh thôi, rất là dễ thương. Rồi tiếp theo em gửi tới cả nhà một cái mẫu giày của nhà Salvatore Ferragamo, một đôi giày loafer đời mới của nhà Ferra. Một cái đôi giày rất là ấn tượng từ da nha cả nhà, nhìn cái da của nó này. Em cầm trên tay nó rất là, nó có cái độ dày á, và cái độ mềm mịn á, rất là sướng nha, rất là sướng luôn đó. Và đôi này thiết kế nó có một chút khác biệt do những so với những cái mẫu trước đây của nhà Ferra. Ở đây là nó có may lại này, nó lộ hẳn những cái đường chỉ này, và những cái đường chỉ nó may rất là đều và đẳng cấp, đều thẳng tắp nha cả nhà, nhìn này, đều thẳng tắp luôn. Và cái da của nó thì quá ấn tượng nữa. Đó, em quay cận cảnh cả nhà thấy nha, từ da cho tới đường may cho tới thiết kế của nó quá đỉnh luôn. Đó, và bình thường thì em nó có một cái tắc bằng hợp kim vắt ngang qua, thì đôi này á nó lại có một cái miếng da có chữ Ferragamo ngay chính giữa luôn đấy, tạo một cái điểm nhấn nối hai cái logo hình móng ngựa hai bên. Oh, wow, một cái mẫu đời mới, thiết kế rất là ấn tượng nha cả nhà. Da dáng cho tới thiết kế đều đẹp. Cái mũi thì là một cái mũi kiểu như là nó vắt vuông nha, không phải là mũi nhọn hay mũi thon, mà là một cái kiểu mũi vuông, thích hợp cho các anh dạng như chân bè ha, đi rất là ok, ổn áp luôn. Da nó đã lắm cả nhà ơi, nè em quay cho cả nhà chiêm ngưỡng nha, da của nó phê lắm, đi lên chân thì bao êm luôn. Và em này cấu trúc đế của nó là một cái cấu trúc đế mới nè cả nhà, đế cao su nha, cao su nè, và rất là khác biệt so với những cái mẫu đế mà trước đây em giới thiệu với cả nhà. Cao su mềm êm, phía sau của nó là hình móng ngựa này, và nó tạo những cái vân chống trượt luôn cho cả nhà, vừa thẩm mỹ vừa chống trượt luôn, rất là đẹp nha. Đó, ở đây thì có chữ Salvatore Ferragamo này, Salvatore Ferragamo bằng cao su nên nó dễ bị tổn thương ha, nó mòn này, nhưng mà cái chữ của nó vẫn còn ở đây nha cả nhà. Bên trên của nó cũng vậy này, cao su ha, và rất nhiều những vân chống trượt sẵn rồi, mình chỉ việc mang thôi nha. Đôi này đế của nó rất là mềm và êm nha, mình đi á, mình di chuyển cực kỳ sướng, da nó đã mềm rồi mà đế của nó còn như vậy nữa thì rất là phê. Đó, cái lót của nó là Ferragamo Made in Italia này, đẹp nha, lót vào lòng trong rất là đẹp ha, rất là mềm và êm, phê lắm nha. Những cái mẫu này á đời mới mà nên là giá trên web nó khá cao. Hôm nay thì em có một đôi size lanh quanh 41.5 nha cả nhà, 41.5, và mã chốt hàng là D82. Em bán đôi này giá 3,7 triệu nha cả nhà, quá ấn tượng, rất là đẹp ha. Anh nào ưng mẫu này thì nhắn tin cho em 0921 967 567 nha cả nhà. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một đôi sneaker cũng rất là ấn tượng của nhà Bali. Trời ơi, sneaker đẹp quá đẹp luôn, một cái mẫu sneaker phải nói là có nét đẹp trang nhã, tông của nó màu trắng nha cả nhà, màu trắng chủ đạo. Bên hông của nó thì nó có mà hai miếng vải cả nhà, xanh trắng xanh, rất là ấn tượng ha, to nha, to nha cả nhà, rất là ấn tượng. Thường thì những cái đôi Bali kia nó sẽ có một cái vải nhỏ nhỏ thôi, đôi này nó chơi một miếng chà bá luôn, khá là ấn tượng, nhìn từ hai bên hông rất là ấn tượng cả nhà nha. Wow, mà tông màu nó cũng đẹp, rất là đẹp, rất đẹp ha. Sau gót thì em nó chơi một cái màu gọi là màu giống như màu xám, rất là ấn tượng nha. Đó, lưỡi gà thì có một cái logo nho nhỏ Bali Switzerland, đó, màu nâu, ấn tượng nha. Cái này em cố tình em không có bỏ dây để cả nhà ngắm được cái vẻ đẹp của em nó một cách là full HD nhất nha, dây em bỏ bên trong full HD quá đẹp cả nhà ơi. Quay cho cả nhà thấy da của nó, thiết kế
rất là đẹp. Em này thì đế của nó cũng được may bên hông rồi nè. Mình đi thì bao bong chóc nha. May hết rồi, yên tâm luôn. Phía sau có của nó có chữ Bali nữa này. Bali phía sau ha. Tôi này còn rất là mới và đẹp nha cả nhà. Đó, một cái miếng da nho nhỏ nhưng mà rất là tinh tế, giúp cho mình mang chân đó, khi mà mình mang đó, mình kéo nó lên rất đẹp ha. Cả nhà nhìn cái lòng trong ngầm nó đây, mới và đẹp quá trời. Lót jean nha, Bali này. Em chưa chà chà cái màu đen nha, cả nhà thông cảm. Nhưng mà nhìn này, cả nhà nhìn này, đẹp và mới lắm. Lòng trong là cả nhà thấy không? Quá trời ấn tượng. Đôi này anh nào vừa chân thì nhanh tay nhắn cho em đi. Quá mới nè. Lót ở cái gót của nó mòn rất là ít nha. Gót mòn rất là ít luôn. Cái đế của nó cũng rất hay nha. Nó có rất nhiều những cái vân chống trượt sẵn này, trước và sau luôn. Đế dạng như đế mềm nha, đế mềm này. Mình di chuyển rất là thoải mái, không có bị gò bó ôm chân nha. Đẹp lắm mẫu này, lên chân á, đi mùa hè thì thôi rồi. Size của nó là 42 cả nhà ơi. Và mã chốt hàng là D85. Em bán cả nhà đôi này 2,7 triệu thôi. Chỉ có 2,7 triệu thôi, một cái mẫu giày rất ấn tượng của nhà Bali. Quá ấn tượng luôn nha, em sắp hàng ngay ngắn ở đây cho cả nhà ngắm nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Rồi, gọi tới cái một cái mẫu giày loafer của nhà Gucci. Em này thì quá là mẫu này thì quá nổi tiếng của nhà Gucci rồi cả nhà. Một cái mẫu loafer Gucci Jordan Hobbit, lừng danh của nhà Gucci. Đơn giản là em nó có thiết kế rất là nhẹ nhàng, màu đen trên một cái chất da là da bê, cực kỳ mềm và êm. Em nó nổi bật có một cái khóa Hobbit Jordan, nó nằm ở trên mu, màu vàng lắc kê, màu vàng nha, bóng sáng bóng luôn, vàng cả nhà. Đôi này còn rất là mới, màu vàng của em nó chưa có chảy xước gì hết, da thì quá phê cả nhà này, nhìn này, da của nó quá phê cả nhà nha, rất là ấn tượng luôn. Mẫu này thì khỏi bàn rồi cả nhà ơi, quá mới và đẹp luôn. Đôi này rất là dễ mang nha, mình đi làm hay là đi chơi hay là đi tiệc gì cũng đều đẹp hết cả nhà. À, nhìn cái bộ đế của nó cả nhà nhìn này, nó mới tinh luôn nè, mới tinh luôn, chưa chảy xước gì nhiều nha cả nhà, chưa có mòn gì nhiều nha. Đây, Gucci Made in Italia. Đôi này cả nhà dán một cái miếng chống trượt phía trước nữa là ổn áp rồi. Bao cài. Đấy, cái lòng trong của nó vẫn còn nguyên cái tem nha cả nhà. Còn nguyên nè. Cả nhà thấy chưa? Là chứng tỏ nó mới cỡ nào rồi. Gucci nè. Đây là dòng Gucci Jordan á, nên là mình có thể mình đạp gót mình đi được luôn nha. Đạp gót đi được luôn. Đó, và rất là tiện lợi luôn, mình đạp gót đi cũng được. Mình lên chân mình mang giống như một cái đôi loafer cũng được. Rất tiện dụng nha. Dòng này thì luôn luôn là cái dòng mà đẻ trứng vàng cho nhà Gucci, bán được rất là nhiều. Hôm nay thì em lên tiếp một đôi cho cả nhà. Em này size 43.5 nha. Và mã chốt hàng là D84. Em bán cả nhà 3,6 triệu thôi. 3,6 triệu thôi, một cái đôi mới, quá mới luôn. Nhìn cái đế là cả nhà biết là cái màu đế này, quá mới rồi, có 3,6 triệu thôi cả nhà ơi. Quá rẻ và ổn áp cho một cái đôi giày. Rồi cuối cùng em gửi tới cả nhà một cái bộ đôi hoàn cảnh. Một em loafer và một em mocha. Đấy. Đều bằng làm từ chất liệu đa điều cả nhà nha. Và màu nâu đậm nha. Đây là một cái đôi mocha của nhà Dolce & Gabbana, làm bằng da đà điểu. Quá ấn tượng ha cả nhà. Da đà điểu cũng là một cái loại da khá là hiếm nha cả nhà. Và việc sử dụng nó để làm lên một cái đôi giày á, cũng rất là đắt đỏ ha. Rất là đắt đỏ. Và đây là một cái đôi giày loafer
tới từ nhà Ferragamo, cũng làm bằng da đà điểu. Đà điểu thật nhá. Đây là những cái mụn đà điểu nè cả nhà. Đó, em quay cận cảnh cho cả nhà thấy những cái mụn của nó nè. Rất là ấn tượng luôn. Đẹp quá đẹp. Ây da. Đợt này em về rất là nhiều những cái đôi mà có chất liệu lạ. Đà điểu, cá sấu, da lươn, da rổ biển. Nói chung là bộ sưu tập các loài thú luôn. Những cái chất da nào mà độc lạ hầu như là em đều có ha. Đôi Loafer này là một trong những cái đôi giày tới từ nhà Salvatore Ferragamo. Thiết kế của nó thì rất là nhã nhặn và trang nhã nha. Một cái khóa bên trên ở giữa. Cả nhà thấy không? Có chữ Ferragamo ở đây này. Và em nó có một cái mũi trẻ nữa. Dễ thương lắm cả nhà ơi. Dòng này thì trên web nó bán không dưới 30 đâu cả nhà. Những cái đôi bình thường nó đã bán lanh quanh 20 rồi. Một cái đôi giày mà làm bằng từ da đà điểu á thì nó rất là đắt đỏ luôn. Cực kỳ là đắt đỏ luôn cả nhà. Và quan trọng là em này nó mới tinh nữa chứ. Cả nhà thấy không, em quay rất là chậm rãi và từ từ để cả nhà mình ngắm nhìn cái đôi Loafer nè. Nó mới tinh luôn, cực kỳ mới luôn. Hầu như là nó chưa có chày xước gì hết. Chưa có chày xước gì luôn. Lòng trong nha cả nhà. Ferragamo made in Italia jean luôn nha. Và cái da của nó có cái độ dày vừa phải, giúp mình đi nó thoải mái nha. Không có bị gò bó hoặc là bị tức chân nha. Rất là thoải mái luôn. Rất là sướng nha. Đôi này đi lên chân thì rất khó đụng hàng. Và toát lên một cái vẻ quyền quý cao sang. Một cái đôi giày nó quá đắt mà cả nhà. Thì nó phải quyền quý cao sang rồi ha. Rồi trở lại với đôi Mocha tới từ nhà Dolce & Gabbana này nha cả nhà. Đôi này thì em cũng đã giới thiệu từ clip trước rồi. Đó, chất liệu rất là đẹp luôn. Dòng Mocha dễ mang. Em này size 395 nha. Và mã chốt hàng là D21. Em bán đôi này giá 4,5 triệu nha cả nhà. Đôi Mocha da rất là đẹp. Có 4,5 triệu thôi. Đó. Khóa của nó bằng hợp kim sáng bóng nha. Đẹp lắm. Đôi này cũng rất là đẹp và hiếm luôn. Anh nào vừa chân thì hốt em nói giùm em đi. Còn đôi đôi Loafer này cả nhà. Đôi này thì em thấy là nó mòn cực kỳ ít nha. Rất ít luôn là đằng khác. Cái gót nó hầu như chưa mòn luôn này. Bên trên nó là đế da nha. Đế da nha cả nhà. Và nó may hết rồi này. Nó may hết rồi nha cả nhà. Siêu bền và siêu chắc luôn. Cả nhà thấy không? Quá mới và đẹp. Đôi này thì size của nó lại là size 41 hoặc là 41 năm thon nha. Form này form thon đi mới được cả nhà ơi. Tại vì nó có miếng da ở giữa, nó sẽ cấn cái chân. Nên là thon thì đi sẽ hợp 41 hoặc 41 năm nha. Mã chốt hàng là D80. Em bán đôi này giá 5,5 triệu nha cả nhà. Quá đẹp luôn và đẳng cấp. Tới từ nhà Salvatore Ferragamo. Đẹp lắm nha, không đụng hàng đâu. Rồi, cảm ơn các anh đã theo dõi video của em hôm nay. Hy vọng là các anh sẽ chọn được một đôi và nhắn cho em 0921 967 567 cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.